Sau khi chia tay Hòa Linh Nhi, Đà Thần Thạch liền dẫn Thạch Hạo đến nơi có đạo thống đã tàn lụi. Thạch Hạo hoàn toàn không biết tên này đang định dẫn mình đi làm gì. Đà Thần Thạch nghe vậy liền biết Tề Đạo Lâm không nói với cậu về chuyện muốn thu được tư cách dự thi thì phải có tín vật môn phái. Thạch Hạo nghe vậy cũng giật mình, hóa ra là mấy vòng thi dự tuyển trước thì còn có thể trà trộn vào. Nhưng bây giờ Tội Châu đã tuyển chọn ra đủ tuyển thủ rồi, Thạch Hạo không có tham gia tuyển chọn. Giờ muốn nửa đường xen vào thì cậu chỉ có thể dùng thân phận đệ tử hạch tâm, lấy được tín vật môn phái thì mới có được tư cách dự thi. Thời gian cấp bách, hai ngày sau là bắt đầu rồi, Đà Thần Thạch dẫn cậu đến một cái đạo thống đã tàn lụi tên là Côn Môn. Môn phái lụi bại là thích hợp đổi chắc nhất, cứ dùng tiền là được. Chỉ cần cho bọn họ mấy món bảo cụ tùy ý là bọn họ sẽ bán tín vật thôi. Tuy nhiên, lão già trưởng môn của Côn Môn lại thẳng thắn từ chối không bán. Thạch Hạo cho thêm 10 cây linh dược nhưng lão ta vẫn không động tâm, còn cho rằng tín vật của mình không bình thường là do tiền bối dự thi mười mấy vạn năm trước giành được. Thứ hạng xếp ở khá cao, nếu thêm 3 món thần linh bảo cụ thì lão sẽ đồng ý bán. Thạch Hạo mặc cả xuống một món, lão ta lại tăng giá lên 4 món, không mua thì dẹp đi. Hành động chặt chém này làm cho Thạch Hạo cũng nóng lòng. Xung quanh đây cũng không chỉ có một mình môn phái của ông, dứt lời liền quay người rời đi. Ông ta thấy Thạch Hạo không quan tâm nên cũng hạ giọng xuống thương lượng thêm, chỉ cần một món pháp khí thần linh và một quyển bảo thuật, nếu không được thì cậu cứ việc đi chỗ khác. Thạch Hạo lập tức đồng ý, hai bên đồng loạt ném ra bảo thuật trao đổi. Thạch Hạo dùng một cây trường thương và một bảo thuật của đại bàng để trao đổi. Ngược lại thì tín vật môn phái của cậu cũng có chút vấn đề. Thạch Hạo còn tưởng là có nó rồi thì sẽ có thể tiến vào tiên cổ, nhưng lão ta lại tỉnh bơ cho biết là ai nói cho cậu chuyện đó vậy. Cậu phải đến tham gia thí luyện khảo hạch lần cuối. Lời này làm cho Thạch Hạo cũng phải giật mình, lại còn phải thí luyện nữa chứ. Lão ta lại cho biết chỉ có người có tín vật đạt thứ hạng trên 100 vạn, đồng nghĩa với việc lọt vào top 1 triệu. Tín vật này của ông đứng thứ hạng 1 triệu mấy chục nghìn, cho nên phải trải qua một lần khảo nghiệm linh giới. Thạch Hạo lại càng bất ngờ, chẳng phải trước đó ông đã từng nói là có thứ hạng rất cao hay sao? Thượng giới đã có tới 3.000 châu, biết bao nhiêu người tham gia. Thứ hạng gần 1 triệu là quá cao rồi đấy. Thạch Hạo chắp tay cảm tạ rồi rời đi. Nơi diễn ra thí luyện là một cái đài. Rất nhiều người ngồi xếp hàng ở đó, cơ thể bọn họ sẽ ở ngoài, còn tinh thần thì sẽ được tiến nhập vào linh giới. Tổng cộng có 8 triệu người dự thi, nhưng chỉ lấy một người duy nhất để tiến vào tiên cổ di địa. Từ điều này liền có thể thấy được sự cạnh tranh khốc liệt. Linh giới là một vùng không gian khác biệt do cổ thần dùng tinh thần lực tạo ra. Độ chân thật không khác gì ngoài đời thực. Đột nhiên vào lúc này, linh giới xuất hiện một con rồng, nó lao đến tấn công các thí sinh tham gia. Thạch Hạo nhanh chóng trở thành mục tiêu, cậu bay lòng vòng tránh né rồi tìm cơ hội phản công. Chỉ với một đòn đã đánh tan xác, tuy nhiên cơ thể con rồng lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Từ điều này, Thạch Hạo liền nhận ra thứ trước mặt không phải là hàng thật mà do pháp khí thần linh biến thành. Con rồng lại lao lên tấn công, vô số thí sinh bị vạ lây và bị tiêu diệt. Thạch Hạo đoán rằng nhất định là có người âm thầm điều khiển con rồng này. Cậu lao đến tặng cho nó một đấm vào miệng, rồi sau đó lại bồi thêm một kích, chém đứt sừng con rồng. Thấy mình bị thua thiệt, con rồng lập tức quay xe. Thạch Hạo đuổi theo và phát hiện ra kẻ chủ mưu đang điều khiển nó. Tên thanh niên này sau khi nhìn thấy nam chính liền tấn công phủ đầu rồi thừa cơ bỏ chạy. Thạch Hạo đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu đã hiện thân rồi thì tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát. Cậu sử dụng bảo thuật đánh tan con rồng khiến hắn ta bị thương. Có thể đón một chiêu của Thạch Hạo mà vẫn không xuống đất mẹ. Thực lực của hắn cũng khá được, tên kia lập tức chỉ tay uy hiếp, dám đối đầu với yêu long đạo môn của hắn. Vừa mở miệng đã dùng lời lẽ đe dọa, thậm chí môn phái của hắn còn chèn ép các thí sinh có tội huyết. Hắn ta ngưng tụ quả cầu sức mạnh tấn công. Thạch Hạo thản nhiên dùng chân sút quả cầu bay ngược lại vào ngực hắn. Đồng thời còn tuyên bố kẻ mà cậu chạm chính là yêu long đạo môn bọn hắn. Việc kế tiếp là dùng kiếm chém một đường vào người tên đệ tử yêu long đạo môn. Các thí sinh khác chứng kiến chuyện này cũng bất ngờ. Nhiều hơn đó là sự lo lắng bị vạ lây, phải tránh xa Thạch Hạo một chút. Vì cơ thể hắn ta là do tinh thần ngưng tụ thành nên chỉ bị thương chứ không mất mạng. Rất nhanh sau đó, chí tôn cổ đàn cũng mở ra, tất cả tuyển thủ được yêu cầu tiến về đó thử sức. Đây chính là chí tôn cổ đàn, xung quanh có rất nhiều cột trụ, ở giữa có một cái tế đàn. Trên đỉnh tế đàn để một món bảo vật, đó là một chén chí tôn dịch. Nếu có người có thể lên đó lấy được bảo dịch để dưỡng thần thì đạo thai sẽ tăng cường không ít. Tuy nhiên đây chỉ là mong muốn mà thôi. Ngay cả cường giả cấp thiên thần cũng khó mà lên tới đỉnh, huống gì là bọn họ.
một cặp nam nữ xuất hiện. Bọn họ tự nhận là đại diện cho hai môn phái là Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân Động. Mục đích ở đây là để tuyên bố không cho con cháu tội huyết đi lên đài. Hành động này chính là đang trả thù Thạch Hạo. Chỉ có số ít người là thuận lợi bước qua. Phần lớn đều bị ngăn cản. Một tên thanh niên bất mãn vì hành động của Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân Động. Ngày bình thường ức hiếp thì cũng thôi, bây giờ ngay cả thi đấu cũng vậy. Nữ tử nghe xong liền tức giận, giáng một luồng kình lực về tên thanh niên dám lên tiếng. Tên thanh niên đại diện cho Hỏa Vân Động cho rằng không phải họ ức hiếp mà là trời ức hiếp thôi. Hắn phóng ra một luồng sức mạnh lên bầu trời, sức mạnh cuồn cuộn ngưng tụ thành một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Hiển nhiên ý định của tên này là dùng một chiêu giết sạch các tuyển thủ tội huyết. Vô số người hoang mang lo lắng, Thạch Hạo ngưng tụ ra một đóa hoa sen ngăn cản thanh kiếm, sau đó tấn công ngược lại đôi nam nữ hống hách kia. Bọn họ nhanh chóng tìm ra hung thủ làm chuyện này chính là Thạch Hạo, cũng là người đã gây ra náo động tội châu thời gian gần đây. Bọn họ sử dụng một sợi dây thừng trói chặt Thạch Hạo lại. Sợi dây này quả nhiên không tầm thường, Thạch Hạo tạm thời bị phong ấn lại. Thạch Hạo gồng mình thoát khỏi khống chế, lao đến đánh cận chiến. Cậu dùng sức mạnh một mình cân hai người. Chỉ với vài đường quyền cơ bản, bọn họ đã bị đập cho xà bã. Đám người bên dưới chứng kiến chuyện này liền hò reo vui sướng, đánh đấm quả là sướng mắt. Hậu nhân tội huyết cuối cùng cũng có cường giả rồi. Thạch Hạo bạo phát sức mạnh, khí thế cuồn cuộn ngút trời. Các đại giáo y thế hiếp người mãi thành quen rồi, giờ cũng nên nếm thử phẫn nộ của tội huyết rồi. Thạch Hạo đá tên thanh niên bay lên trời, rồi lại suốt từ trên trời rơi xuống đất. Đường đường là cao thủ Hỏa Vân Động, tương lai sáng lạng, nhưng vì khinh thường tội huyết, tất cả tương lai tươi sáng đều mang xuống địa ngục. Hắn ta bị Thạch Hạo tiêu diệt. Đúng vào lúc gay cấn, tập phim khép lại. Video của mình cũng dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé.